không tầm thường. Bát đệ thật khéo nói. Tôi cũng thường nghe Tứ A Ca nhắc đến đệ. Tứ, bên kia hoa nở rất đẹp. Đệ đưa hai người qua đó ngắm nhé. Đi thôi. Chúng ta cùng đi đi. Tứ ca nhìn kìa. Bên kia hoa nở có đẹp không? Đúng là vừa thơm vừa đẹp. Rất đẹp phải không? Mỗi năm cứ đến dịp này, chúng tôi lại đến đây ngắm hoa. Cuối chính là khúc tấn của Tứ A Ca. Trông cuối thật đẹp. Tứ ca, tứ tẩu, chúng ta sang bên kia đi. Được, đi đi. Có đẹp không? Bà bảo ngươi đi làm việc, cứ lại đứng đây nhìn trộm à? Người ta đến đây ngắm hoa, còn mình lại phải làm việc. Giữa mình và người ấy cách nhau ngàn dặm, mình không nên mơ mộng hão huyền thì hơn. Mới có mấy ngày mà tay đã thô ráp thế này. Tinh Xuyên, ngươi đừng trách bản cung quá nghiêm khắc. Hoàng cung có quy định của hoàng cung, ta cũng không còn cách nào khác. Ngươi phạm lỗi thì phải chịu phạt. Nếu không phạt ngươi thì bản cung sẽ bị mọi người trách. Nương nương, nô tỳ hiểu ạ. Hiểu được thì tốt, mắc lỗi thì phải bị phạt. Nhưng quan hệ giữa chúng ta vẫn như trước đây. Ngươi giúp bản cung nghĩ cách thì bản cung sẽ không để ngươi phải thiệt. Nương nương, muốn nô tỳ làm gì ạ? Đã mấy ngày nay hoàng thượng không đến. Nếu cứ tiếp tục thế này thì bản cung sợ sẽ lại trở về như trước kia. Ngươi có nhiều kế sách, hãy giúp bản cung xem có cách nào có thể làm hoàng thượng đến đây không. Không biết kỷ niệm đẹp nhất giữa nương nương và hoàng thượng là gì? Kỷ niệm đẹp à? Để bản cung nghĩ xem. Trước đây khi bản cung được sủng ái, hoàng thượng thích nhất là nghe bản cung hát. Không biết đây có được coi là kỷ niệm đẹp không? Tất nhiên là có rồi. Nếu nương nương có thể khiến cho hoàng thượng nhớ lại những kỷ niệm xưa, không chừng hoàng thượng lại đối xử tốt với nương nương. Đúng vậy. Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Bản cung có thể hát ở nơi mà hoàng thượng sẽ đi qua. Nhưng lần này phải trang điểm thật đẹp, tuyệt đối không được có sai sót. Kim Mama, có nô tỳ. Ngươi thấy bản cung nên mặc như thế nào? Theo nô tỳ thì... Nương nương, không được không được. Trang phục trong hoàng cung đã nhìn thấy cả rồi, không có gì mới mẻ, nhất định phải ra ngoài cung để may. Cứ quyết định như thế đi. Các vị công công, tôi là cung nữ ở chỗ Hy Tần Nương Nương. Không biết trang phục của Nương Nương đã may xong chưa? Sắp xong rồi đây, cô đợi một lát. Tinh Xuyên, Tiểu Xuân. Tinh Xuyên, đúng là cô rồi. Phải rồi, sao cô lại ở trong cung vậy? Còn Huynh, sao Huynh lại ở đây? Hy Tần Nương Nương trong cung thích trang phục của tôi, nên gọi tôi vào đây may cho Nương Nương. Được gặp Huynh ở đây tôi vui lắm. Cô nương, trang phục cô cần đều ở đây rồi. Mời cô lại đây xem. Áo Tiểu Xuân may chắc chắn không vấn đề gì. Lâu lắm rồi không gặp, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Được, đi thôi. Thì ra là như vậy. Cô có biết hôm đó tôi rất lo lắng khi cô mất tích không? Tôi còn cứ tưởng cô giận và không muốn gặp lại tôi nữa. Sao có thể như vậy được? Tôi đâu có nhỏ nhen như thế. Dù thế nào thì chúng ta vẫn là bạn mà, phải không? Cô ở trong cung có phải chịu khổ không? Cô sao thế? Tôi có thể mượn bờ vai của Huynh một lát không? Tinh Xuyên, cô sao vậy? Đứng yên. Bắt ta. Huynh nhìn kìa. Huynh nhìn kìa. Cô ta cũng thật sớm. Đã trốn ra khỏi khung lại còn ngang nhiên hẹn hò với đàn ông nữa. Như vậy chẳng phải đã cắm sừng cho bắt ta rồi sao? Bắt ta. Bắt ta. Được rồi, không có chuyện gì nữa. Không sao nữa rồi. Con người tôi, cho dù gặp khó khăn đến đâu cũng sẽ tồn tại được. Huynh có tin không?
Tôi tin. Huynh đói rồi à? Sáng nay tôi đi sớm quá, chưa kịp ăn gì cả. Thế này đi, trong phòng tôi vẫn còn một ít bánh rất ngon của Hy Tần đương nương ban thưởng. Huynh đợi ở đây, tôi đi lấy cho Huynh ăn nhé. Tôi đợi cô nhé. Đánh hắn đi, đánh đi, đánh đi. Mọi người có nhìn thấy không? Người thợ may trang phục vừa bị đánh thật thê thảm. Đúng vậy, nghe nói anh ta vừa vào cung sáng nay. Xem ra kiếp này anh ta không rời khỏi đây được rồi. Ai bảo hắn đắc tội với bát A-ca? Đợi đã, người thợ may mà cô vừa nói có phải tên là Tiểu Xuân trong phòng trang phục không? Tôi không biết tên anh ta là gì, nhưng chỉ biết anh ta mặc áo màu xanh, tướng mạo cũng sáng sủa. Đi thôi. Đừng đánh nữa. Tiểu Xuân, dừng lại. Ai sai các người đánh Huynh ấy? Tinh Xuyên, cô đừng làm chúng tôi khó xử. Chúng tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi. Nếu không đánh thì người chịu phạt lại chính là chúng tôi. Tôi biết rồi. Chắc chắn là bát A-ca phải không? Các người không ai được đánh nữa. Giờ tôi sẽ đi hỏi bát A-ca. Có dám đứng yên cho tôi đánh một trận không? Đứng lại, tránh ra. Đứng lại. Bát A-ca, tại sao A-ca lại đánh Tiểu Xuân? Nàng không biết vì sao à? Nàng thật ngốc. Ta đánh hắn là vì nàng đấy. Tôi, sao lại vì tôi? Ta đã tuyên bố với tất cả mọi người rằng nàng là của ta. Vậy mà nàng lại dám ôm ấp người đàn ông khác ngay trước mắt ta. Nàng làm ta xấu hổ không biết chui vào đâu nữa. Đó chỉ là cái ôm giữa bạn bè thôi. A-ca đứng gần tôi thế làm gì? Tôi với ngài không có bất cứ quan hệ gì. Mong ngài sau này đừng làm những chuyện vô nghĩa như vậy nữa, được không? Ta sẽ không tha cho hắn đâu. Gặp hắn lần nào, ta sẽ đánh hắn lần đó. Được thôi, A-ca đánh đi. Ngài muốn đánh Huynh ấy thì hãy đánh tôi trước. Muốn giết Huynh ấy thì hãy giết tôi trước đi. Nói tóm lại, tôi sẽ không để ngài muốn làm gì thì làm đâu. Nàng đúng là đồ ngốc. Phòng y phục. Mama, ngươi thấy ta mặc thế này có được không? Trông nương nương hôm nay rất đẹp. Đến rồi, ngươi tạm tránh đi. Vâng. Ngày này năm ngoái tại nơi đây, nhân diện đào hoa tựa ánh hồng. Nay người không biết ở nơi đâu, hoa đào vẫn cười trước gió xuân. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Giọng hát của Ái Phi vẫn hay như xưa. Bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Nàng là phi tần mà giữa ban ngày ban mặt lại để lộ xiêm y như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Hoàng thượng, hoàng thượng. Lẽ ra ta đã có cơ hội tốt, nhưng đều tại lũ nô tài các ngươi làm hỏng hết. Nói đi, rốt cuộc là bộ y phục này bị sao? Nương nương, những người ở phòng y phục chuyển quần áo đến đây cho nương nương, nên nô tỳ nghĩ chắc chắn là do thợ may ở phòng y phục đã khâu áo cho nương nương không cẩn thận. Tên thợ may đáng chết, đuổi hắn ra đánh 100 gậy cho ta. Nương nương bớt giận, tôi thấy chuyện này chưa chắc đã do người thợ may đó gây ra.
Hay là chúng ta cứ điều tra cho rõ đi, tránh để người khác bị phạt oan. Bộ trang phục này ngoài hắn ra thì chỉ có người bên cạnh ta động vào. Người ở bên bản cung đã theo bản cung nhiều năm, chẳng lẽ lại bội bản cung? Đánh, không đánh gãy hai chân của hắn thì không thể khiến bản cung hết giận. Vâng, nô tỳ sẽ lập tức thực hiện. Nguy rồi, chuyện này chắc chắn là do Bát A Ca làm. Tiểu Xuân, tất cả đều tại tôi đã hại huynh. Mình phải nghĩ cách mới được. Phải nghĩ cách. Các người thả tôi ra, sao lại đánh tôi? Tôi đã phạm tội gì? Thả tôi ra. Ta cũng không biết, lệnh trên ban xuống, chúng ta chỉ biết thi hành thôi. Thả tôi ra, thả tôi ra. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Dừng lại. Dừng lại. Tinh Xuyên, cứu tôi với. Đừng nói gì. Cô nương, cô định làm gì? Đại ca, mong huynh hãy giơ cao đánh khẽ. Làm vậy chẳng phải gây khó dễ cho tôi sao? Không có gì đâu. Huynh phải đánh thì cứ đánh. Tôi chỉ muốn đút thêm một thứ thôi. Thứ gì vậy? Được. Đút vào cho hắn đi.